Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kiêu Quốc Tiến. Thì hôm nay mời mọi người cùng Vân tìm hiểu một mẫu máy nước nóng gián tiếp đến từ thương hiệu Electrolux. Thì máy nước nóng hôm nay Vân muốn giới thiệu đến mọi người có mã số là EWS152DX. Thì sản phẩm này sẽ có hai dung tích, đó là 15 lít và 30 lít. Thì sản phẩm này cũng được sử dụng titanium bảo vệ tối đa và đảm bảo xóa tan các nỗi lo lắng về rò rỉ nước. Thì các bạn có thể thấy ở đây thì sản phẩm sẽ có cái núm phay để mà chúng ta dễ dàng vận hành và điều khiển hơn. Thì sản phẩm cũng có công suất đó là 2,5 kW. Ở đây thì cũng sẽ hiển thị những cái cần thiết như là cái power nè, rồi nhiệt độ nóng ở đây các bạn có thể điều chỉnh và tắt ở đây. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.